vậy bà nội? Tao thấy da nướng trùng trùng á. Nó bùng 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 hoài á. Bùng bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng bùng bập bùng bập bùng bập bùng. Hê! Bùng bùng. Tới nữa rồi, tới rồi. Phải đâu phải làm lại coi. Con mai ca nè cả nhà. Ê, mai ca. Uống hoa lan thì không dạ. Có ăn mọi người ơi, con bê nó bự. Đồ ăn nó ngon. Con bê hay con cừu? Con cừu. Con cừu. Con cừu hay là con trừ? Trừ. Cừu. 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 Qua đi. Ai vậy? Nhưng mà có thịt bò. Biết nghe ở bên Mèo Bình á. À. Vài bữa mọi người qua tới rồi. Mười tây ha. Mười tây là tới Mèo Bình. Ngon. Ngon. Vui lắm cả nhà. Đây. Vâng, cho tới. Vui lắm. Mấy cô chú ở đây vui nghệ sĩ lắm. Dạ. 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 Hai người đang xem. Dạ. Mấy cô chú là vui nhiều. Mấy ơi. Dạ. 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 Mọi người. Đây. Dạ. 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 Mấy cô chú là những gì yêu thương nghệ sĩ hơn khi mà đi qua bên đây á. Cảm ơn cho nghệ sĩ rất là nhiều. Dạ. 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 Xong rồi cô đoán tin là 23, 24. 20 là nói ra. Dạ, xong tin nói tuổi thiệt của tin cô mới khô hết hồ luôn. Mấy cô giật mình luôn. Dạ. Dạ. Không có ai mà nghĩ em là 40 cả nhà nhỉ? Quá trời. Bây giờ đang vui lắm nè. Dạ, giờ em. Hello, hello. Hello, hello. Hello Việt Nam. Hello Việt Nam. Vui lắm. Quá trời, bữa nay em muốn rượu xong em xỉn à. Uống rượu xong rồi bắt đầu đây. Đây, đó mọi người nhìn nè. Cái này á gọi là mình ăn BBQ ở ngoài trời á cả nhà. BBQ ở ngoài trời. BBQ rồi các thứ. Đó. Ok. Đây, đó. Góc bên đây là đang nướng con bê. Con bê này là phải có người biết nướng thì mới nướng được. Oh my god, lạnh quá. Cái gì? Lạnh quá. Em cứ ăn chim em. Oh my god. Bùm bập bùm. Bùm bập 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 bùm. Đây má ba đằng đây. Má đang đứng đây. Đi qua bên nhà của chị ruột của Hải, chị chồng của Loan. À, đi ăn về tới. Ôi trời, lạnh quá trời lạnh. Lạnh tự nhiên sau lúc mà mọi người chưa qua thì bên đây chưa lạnh. Sau khi tôi chiều ra rồi là sáng sủa.
Dạ, chị chồng của Loan ở đây luôn, ở đây delay luôn. Dạ, Loan đang đi ăn với lại gia đình. Dạ có, tức là mình đã bắt máy sưởi rồi á chị Kim My Lê, nhưng mà tại vì là mình mở cái cửa ra để mà mọi người ăn ở ngoài kia thì cái lạnh nó luôn, tại vì mình ngay biển mà. Dạ, anh Mai Luân đang xuống, anh Mai Luân tắm xong rồi sẽ xuống liền. Tất cả mọi người đều ở đây hết, và mấy cô chú kéo qua đây để mà ăn uống với tất cả mọi người. Dạ. Ở đây tất cả mọi người rất là quý nghệ sĩ và rất là thương nghệ sĩ, và coi như là hỗ trợ ủng hộ cho nghệ sĩ. Dạ, mày kè. Dạ không, không có Trang Lê ơi. Tin đang ở Úc. Giờ này ở bên đây là, giờ này bên Việt Nam là mấy giờ ta? Dạ, bây giờ ở bên đây là hình như là 6-7 giờ tối rồi. Dạ. Rồi, nhưng mà bên Việt Nam mà bên Việt Nam mọi người có anh Hai Luân nè, mọi người có anh Hai nè, mọi người nhìn anh Hai mặc đồ nè, anh Hai Luân tập thì nghiêng như thế nào cái sàn hả? Việt Nam là năm giờ chiều hả? Ở bên đây là cách 2 tiếng rưỡi. Cách ở Việt Nam 2 tiếng rưỡi. Trời ơi, Úc quấn nè, mọi người biết. Bình thường thì nếu mà ở trong nhà mà mở máy sưởi không á thì cũng không lạnh lắm. Không lạnh lắm, nhưng mà tại vì là hôm nay bung cửa ra, mở cửa ra cả nhà. Nhà bung cửa ra cho nên là lạnh đây. Mọi người ở trên lầu nữa. Dạ cảm ơn chị Đầu Thi. Sydney khác hả? Sydney khác giờ con đi lên. Dạ. Anh hai em đổi cái nón em mắc cười. Anh hai em đi ghé hộp gà chút nè. Không lâu vô đây lắm. Okay, mọi người coi Tuấn nè, mọi người Tuấn kìa mọi người. Hello mọi người. Em đang ở nhà nè anh, ngay cái chỗ ở luôn, là mọi người đến nhà để mà ăn BBQ á. Anh Vinh đang xem mà. Ai lên luôn. Hello anh luôn. Ok cả nhà. Anh lớn đang ở đâu? Nhớ quá rồi. Đừng nói em là đang ở ngoài hội chợ nha. Lớn đang ở ngoài hội chợ phải không? Chị Như Ý ơi, em mặc áo lạnh nè. Bình thường ở trong nhà thì đâu có bao giờ em mặc áo lạnh đâu. Nhưng mà tại vì là hôm nay mọi người thấy trên bờ cửa ra, mở cái cửa ra để nướng BBQ á. Loan đi qua, Loan đi ăn với lại chị chồng, tức là chị ruột của Hải luôn á, chị thứ ba. Loan về tới giờ, Loan với chị Ni với anh Sam. Dạ. Dạ, tối qua hai cha con Nguyễn Lưu Kim Đính. Dạ, cuốn con luôn nhỉ, con luôn nè. Cái nữa.
đâu. Vui lắm cả nhà ơi. Cái tình đó của các cô chú ở bên Bắc Trà Vinh, các anh chị đã thân yêu ở đây đến đây. Dạ, mọi người ghé qua chỗ này là mọi người ở luôn á. Và nghệ sĩ sẽ ở đây và chia ra phòng. Vui vô cùng vui cả nhà ơi. Dạ em chào Hà Nội chị Thanh Nhàn. Đúng rồi, hôm nay lạnh khúc trên, lát hồi thay tự lên thay quần nè. Hồi nãy em cũng vậy, hồi nãy em cũng mặc quần sọt mà tới chừng ra ngoài chịu không nổi. Vui quá trời luôn cả nhà, đông vui lắm. Dạ nhìn đã luôn nhắm chuẩn gì đó anh. Hết hàng bán rồi. Dạ sạch trơn. Dạ anh đang muốn bán gì? Nào có gì để bán á? Còn cái tấm thân này thôi nè. Thôi thương chị lắm nhưng mà tiên yên tâm đi, một tí xíu tại nhà em. Dạ tiền của em mới bán hàng hết chưa? Hết sao mọi người? Mai ca ơi, tình anh em mất tình anh em đây nha. Mai ca ơi, tình anh em mất tình anh em đây. Không có hát show tiếp hay không Hồng ơi? Đây là hai đứa em rất là thân, bữa tới hai đứa em hát là không hát chung với Mai ca nữa. Em chỉ tình hát. Tại vì em không có tôn trọng chị vẫn hát được. Trời đối với chị hát là chuyện đẹp. Mọi người ơi, nhìn bình tĩnh, nếu như em không gật đầu chị có hát không? Không đâu, em không hát, em hát gì. Trời ơi, chị trở mặt. Em không ngờ chị trở mặt đi luôn chị Tinh. Trời ơi. Em không hát đâu, chị trả lương. Trời ơi, đúng mắt lương. Thì ra là thì ra là cái khúc này không, anh cũng không hát với Bình Tinh. Anh hát với chị đâu. Tự nhiên anh cho mình hề nghe. Em anh với lương qua là em lên. Ừ. Trời ơi, vậy luôn á hả? Quá dữ. Vậy sao không lên luôn hả chị hai? Lương của con là tôi lên. Trời ơi. Nói chung vậy là đúng rồi, chị là hai anh em mình. Đây là người chị nuôi của em, người chị mà từ ở Việt Nam để em đã thương rồi qua tới bên đây rồi gần 2 ngày.
chuyện với chị rồi, cho nên là thấy đi qua đây là không có thấy cô đơn, tại vì mình có chị với bên đây rồi, sợ cô đơn. Dạ, còn anh hồi nãy mà anh chú hồi nãy mà nói chuyện với Tinh đó là chú là cả một cái lò bánh mì đó chị, chú là chủ một cái lò bánh mì ở bên đây luôn. Dạ, có hôm qua chú cho bánh mì nhờ hồi nãy đó là chờ đồ ăn về nhờ bánh mì chú mà Tinh mới không đói đó, nhờ như vậy đó cả nhà. Dạ chú Đông, dạ một người hùng của đoàn chiến này, không có chú Đông là coi như xong game. Thằng Hậu không bao giờ hát chích đoạn được. Cái gì? Em với chị hát chích đoạn nè, sao? Hai chị em mình là sắp tới hát chích đoạn nè. Chích đoạn gì? Bàn hiện hoài gần 2.000 người đứng bàn ngoài đi. Hát chích đoạn. Nó một mình rồi. Trời em hưởng hết. Có một mình em à. Tức quá trời tức. Nếu mọi người đi casino nhưng mà Tinh không có đi, Tinh ở nhà Tinh live stream cho nên là Tinh mất tiền á cả nhà. Dạ thôi bây giờ Tinh chào mọi người nha, trời ơi 1.700 người xem mọi. Ba em quay à, ba em đi vòng vòng, ba em quay vậy nè, ba ba không ẩm hết hả, ba em đi vòng vòng, ba em quay, ba bán hết là em chưa hết rồi. Bán đồ hát không đi làm đi luôn. Cả nhà ơi, ngày mai hai cha con đi vô mò. Ủa không thấy chú Tư đâu hết trơn vậy ta? Ờ nãy tôi đi ra. Chú Tư đâu rồi? Không nhận lối. Đúng. Chinh đâu tiền vô. Chinh đâu rồi? Trên cái lầu chinh xuống liền vậy. Dạ khỏe hết, ai cũng khỏe hết trơn á. Dạ thôi bây giờ xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hôm nay của Tham Gia, cho mọi người cùng cảm nhận không khí mà các nghệ sĩ mà đi qua nước mình bị thương và cảm nhận như vậy. Dạ một tháng nữa nếu có thời gian mình sẽ lại chơi với mọi người nha. Bây giờ xin chào tạm biệt. Dạ rất nhiều mọi người.